Nè mọi người thấy không? Không phải ai cũng vào được đâu nha. Nói chung chỉ có một số bạn mà lắc lắc á thì vào được trong cái phiên bản mới nè. Đây mình review cái phiên bản này cho các bạn coi luôn. Đây, thì một tối á có một bạn nhắn tin mình xong rồi cái em vào được map mới rồi anh Thịnh ơi. Đó, xong rồi bạn nó gửi cái video này cho mình nha. Thì hôm bữa mình có nói rồi, thì mình kêu ai mà gửi video cho mình á mình sẽ tặng quà, nhưng mà rất tiếc bạn này không chịu nhận nha mọi người. Không chịu nhận nha. Bạn này có xem được clip của mình á thì không biết lý do tại sao bạn này không chịu nhận nữa mọi người. Thì mình kêu là gửi thông tin ạc cho mình để mình tặng vàng, nhưng mà bạn này có rồi. Xong rồi kêu thôi em tặng anh Thịnh clip gì đó, nói chung là vui thôi. Xong rồi mình kết bạn với lại ạc của bạn này luôn. Thì bạn này vào được trong cái phiên bản cập nhật này á thì gặp được hai NPC mới, nhưng mà hai NPC này á không có nói hay là phát cho các bạn cái quà gì luôn, cũng không có giao cho các bạn một cái nhiệm vụ gì hết. Nói chung thì nó chỉ hiển thị là có hai NPC với lại hai khu vực mới thôi nha mọi người. Đây các bạn coi khu vực nè, đó thấy chưa, thì sẽ có đá tinh linh nè, cây cối nè, rồi NPC, nói chung chỉ vậy thôi mọi người. À đúng rồi, ở trong xưởng chế tạo không biết có gì không ta, không biết bạn này có kiểm tra xưởng chế tạo không nhờ. Các bạn có thấy cái món cái cây mà nó vàng vàng phát sáng này không? Đó, thì cái cây đó á, là nó nằm ở trong cái hộp bốc thăm á mọi người. Hình như là nó nằm ở trong cái hộp bốc thăm á, mọi người sẽ bốc được cái cây đó nha. Còn cái viên đá tinh linh thì mình không biết có cách nào để kiếm được cái viên đá đó hay không nữa. Nếu như mà cái viên đá tinh linh với lại cái cây tinh linh này á mà các bạn có thể kiếm được, các bạn decor tại nhà luôn á thì sẽ rất là xinh nha, cực kỳ đẹp luôn á. Rồi đây các bạn coi lại một phòng ở trong khu vực mới nè. Wow, thấy chưa? Nhưng mà tiếc cái là không có cho mọi người nhận được cái gì luôn á. Nếu như mà cho các bạn nhận được đá tinh linh hay là cái gì đó thì để mà review nó đẹp hơn nha mọi người. Rồi để kiểm tra luôn cả trong cái xưởng chế tạo nữa. Hình như là xưởng chế tạo cũng không có gì đúng không? Không có gì luôn mọi người ạ. Không có đồ mới luôn nha. Wow, mọi người để ý kỹ nha. Mọi người thấy cái viên mà nó màu xanh nước biển không? Thì cái tên chính xác của nó thì tụi mình sẽ gọi nó là cái trứng nguyên tố nha mọi người ha. Mình nghĩ nó là đá tinh linh, nhưng mà thật ra cái tên của nó là trứng nguyên tố nha mọi người. Ở trong cái đá nguyên tố, trứng nguyên tố này á, nó sẽ có tất cả các cái con bé. Nó sẽ liên quan đến ví dụ như là lửa nè, nước nè, thủy, hỏa, thổ, gió nè, ánh sáng mặt trời nè và bóng đêm nè mọi người. Nó sẽ liên quan tới những cái đó nha. Đó, thì tên của nó là đá nguyên tố. Mình không biết là nó sẽ bán bao nhiêu với một cái viên như thế này, thì mình dự đoán chắc là tầm khoảng 200 kim cương, mình nghĩ là 200 kim cương một viên nha. Bạn nào muốn mình mở hết cái trứng này ra để coi tất cả các con bé ở trong cái trứng này hay không, bấm like clip liền nha. Wow, trời ơi, ôi trời ơi, thề luôn gì đó vô chi vậy trời. Ôi, không thể cưỡng lại được luôn á trời. Y như cái củ khoai tây luôn á. Thì lửa thì nó sẽ có khuôn mặt giận dữ nè, rồi ánh sáng là hình ngôi sao nè, gió thì sẽ là hình lốc xoáy nè, rồi giọt nước sẽ là thủy nè, và đất sẽ là củ khoai tây, và bóng đêm sẽ là một cái vòng tròn màu tím tím đang đen nha mọi người. Thì trong tất cả các con bé này á thì ở cái ô đầu tiên á thì sẽ là ở cái dạng thường nha, rồi các bạn sẽ nâng cấp từ từ lên, đến cuối cùng á thì nó sẽ lớn lên và nó sẽ đội một cái vương miện ở trên đầu. Và những cái con bé này thì nó không có chạy bộ mà là nó sẽ bay nha các bạn ha, nó sẽ bay nha, nó bay theo mọi người á đó, nó sẽ bay được các bạn. Và điều đặc biệt nữa là nó cũng phát sáng luôn, nói chung nó cũng phát sáng, nó giống như con bé Neon ngày xưa á. Nhưng mà đợt này hình như là nó bay theo mọi người nữa nha. Nói chung thì nhìn cũng đẹp. Ví dụ như lửa thì nó sẽ rực lửa nè, lốc xoáy thì nó xoay vòng tròn nè, ánh sáng thì phải xót sáng nè, bóng đêm thì sẽ tỏa ra những cái hiệu ứng bóng đêm nè, nước thì sẽ bắn ra nước nè mọi người. Rồi khoai tây chắc là có hiệu ứng đất rơi ra mọi người đó, kiểu vậy. Thì mình nghĩ chắc cũng sẽ đẹp đấy. Bạn nào yêu thích con nào á thì để lại một comment dưới đây cho mình biết nha. Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Tự dưng á mọi người, không biết sao tự dưng hôm nay không biết các bạn nào giống mình không? Mình vừa cảm thấy nó vui vui mà xong rồi mình cũng cảm thấy nó buồn buồn á. Tự dưng hôm nay cảm xúc của mình nó rối bời lắm mọi người, không có tả được. Xem cái clip này của mình á thì các bạn cho mình biết là hôm nay tâm trạng của mình đang vui hay đang buồn nha. Và đặc biệt là ở trong cái clip ngày hôm nay của mình, các bạn sẽ biết được một cái khu vực mà mọi người có thể mua được pet mới, trứng mới nha. Pet đợt này thì nó sẽ liên quan đến tâm linh một tí nha. Rồi đợt này bạn nào mà yêu thích tâm linh, ví dụ như là ngũ hành, trong cái ngũ hành á thì sẽ có thổ này, đất, nước, lửa, gió, các kiểu bóng tối và mặt ánh sáng nè mọi người. Thì hôm nay những cái con pet mới nó sẽ liên quan tới những cái đó, và mình sẽ cho các bạn xem sau khi các bạn nâng cấp những con pet lên thì nó sẽ tiến hóa như thế nào và trứng của nó sẽ như thế nào nha. Rồi đầu tiên là mình coi thử là ở trong cái phần cửa hàng thì mình thấy cái gói chiến binh hầu gái nó cũng vừa ra mắt luôn. Và đặc biệt á là ở trong này á nó sẽ có một cái món đồ chơi, nhưng mà mình nói thật luôn, có súng nha các bạn, có một cái súng nha. Mà đồ này theo như mình nghĩ thì cũng bình thường à, tại vì có quá là nhiều cái gói hầu gái rồi. Ok, còn lại thì sẽ không có một cái gói nào mới hết, ngoại trừ là hôm nay á, là các bạn sẽ tiếp tục mở và lấy đồ mới cho mình. Trong đó thì sẽ có một cái mặt VIP pass nha, ở đâu cũng có một cái khuôn mặt VIP nha mọi người. Rồi, test nhân phẩm không? Mini, hôm nay test nhân phẩm để xem thử là mình có ra được cái vật chưa nha. Bữa giờ mình chưa ra vật luôn. Bạn nào mà ra rồi thì nhả vía trong clip này của mình nha. Thì giống như mỗi khi thôi, nếu như mà ra được đồ hiếm tụi mình sẽ làm mini game cho các bạn. Làm mini game hơi bị lớn luôn.
Thề luôn, nó ra cái xe thiệt. Mà cái xe này có chạy được đâu, cái xe này có chạy được đâu trời. Thề luôn á, mình từ lúc mà nó mới ra cái hộp này, mình mở được cái xe là mình bị hớt tới giờ rồi. Ok, một cái mái tóc cô gái búp bà bóp. Rồi, à, nếu như mà hôm nay mà ra được cái vợ có thì mình sẽ mở một cái mini game. Thề vẫn không ra nha. Thì sao nó nhỏ té nhờ. Rồi, ok, tiếp tục tới cái hộp thứ hai. Đó chính là cái hộp cái mập nha mọi người. Rồi, cái hộp bốc thăm đại dương nha. Quay, ra được cái giường nha. Cái giường này để decor cũng vui á, cũng đẹp đấy, mình chưa có luôn mà. Ủa, mình chưa có luôn hả? Rồi, hộp thứ hai bốc thăm bạn với đại dương nè. Ủa, hai cái giường luôn. Cái gì vậy? Không phải là không có, mà là không cần nha. Sao mà cho tới hai cái giường dưới nhà đi pin? Rồi, tới cái đèn sữa luôn. Rồi, còn bốn hộp còn lại. Thời trong đó sẽ có một cái hộp á, là có một cái căn đổ văn nha. Rồi, cái này mình chưa có nè. Ok, mình mở cái này trước đi. Mình chưa có hộp này nha. Rồi, ra được cái ghế đúng không? Hộp thứ hai, ấm bà la xì bụi. Ủa, sao hai cái ghế? Ủa, gì trời? Mới ấm bà la xì bụi, ra hai cái ghế luôn. Rồi, ra luôn cái bức tranh ơn sau lưng luôn. Thề luôn cái vách ngăn nha các bạn. Ngay một cái bình phong trang trí. Rồi, ơi, mình bông. Rồi, tới cái hộp này thì sẽ có hai cái khuôn mặt trong cái hộp rồi luôn nha. Một khuôn mặt VIP nha mọi người. Glow up nha. Hộp này thì bữa trước mình chưa mở. Chưa mở cái nào luôn á. Chưa mở cái nào hết. Rồi, hộp thứ hai. Ơ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Tóc hả? Ơ, được tóc, được tóc màu tím nha mọi người. Ui cũng được á, cũng ngon á nha. Thôi nói chung có đồ free cũng ngon. Tại vì cái hộp này nó có hai set trang phục hay sao á. Cho nên là, ui, hai tóc luôn. Ơ mày này, mày này. Bạn nào mà đang muốn tóc, ui tự nhiên có hai tóc nữ luôn. Cái gì vậy, một tóc nữ nè, hai tóc nữ luôn nè. Sao mà tự nhiên hôm nay mình hên dữ ta. Nó cho được hai tóc luôn mọi người. Wow, bạn nào mà đang cần tóc á mà mở không ra thì mình nhả viết cho mấy bạn mở hộp này đã được hai tóc luôn nha. Mình được hai tóc luôn nè. Rồi, xe này thì mình có rồi. À, cái chỗ mình có rồi nhưng mà cái xe thì mình chưa có nha. Trong này nó có hai xe nha mọi người. À, được cái mũ hả? Cái mũ thì hình như là mình chưa có. Rồi, nói chung trong hộp này có hai xe á. Rồi, không ra xe nha. Rồi, hộp cuối cùng nha mọi người ha. Hộp cuối cùng, hộp này thì không có gì hết. Hộp này bình thường nè, hộp này cùi. Chả có gì ngon luôn, nói thật luôn. Ủa? Tự Dương nhỏ viết cho mấy bạn nha, thiệt mình ra toàn tóc luôn mọi người, toàn tóc luôn, ba tóc luôn rồi, à đâu bốn tóc luôn rồi chứ. Ôi cái gì nhiều dữ vậy. Ôi thôi xong rồi, hôm nay tôi có duyên với tóc hay gì vậy, chắc tính là mình đi cắt tóc rồi mọi người. Sao với ta hôm nay sao nhờ, nó vừa vui mà vừa buồn mà vừa ra tóc, toàn là tóc luôn, quá trời tóc luôn mọi người ơi, buồn rơi nước mắt luôn ấy. Hôm nay sao mà ra quá trời tóc luôn, ba bốn bộ tóc luôn. Rồi mình sẽ nhận kim cương ngày hôm nay nha. Hiện tại là mình sắp được 1400 kim cương rồi. 1400 kim cương đúng không? Cái hộp hôm qua là cái hộp bốc thăm phù thủy yêu tinh đúng không? Rồi cái hộp đó có búa đấy mọi người. Các bạn đợi nha. À đúng rồi, ở clip ngày mai thì mình sẽ đăng thông tin về cái vợt mới, cũng giống như là cần câu mới luôn nha mọi người. Vợt tinh linh hay sao á. Vợt tinh linh với lại cần câu tinh linh luôn mọi người. Nói chung là ngày mai nha, để ngày mai đi. Tạm thời cứ để ngày mai đi. Rồi, hôm nay thì cũng là cái ngày cuối cùng mà mình làm nhiệm vụ để mà hoàn thành nhận luôn cái xe đẩy đồ nha mọi người ha. Hình như là của Hello Kitty đúng không ta? Đúng rồi, của Hello Kitty nha. Đây, một nhiệm vụ của Hello Kitty. Đó là mình sẽ đi dọn phòng nha. Rồi, dọn phòng nè. Sẵn tiện mình ghé lấy chìa khóa luôn. Rồi, ok, let's go các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một nhiệm vụ thôi để mà nhận luôn cái xe, chứ mình không có làm hết đâu. Tại vì là hôm nay mình còn một cái quan trọng nữa. Đó là mình sẽ chơi tiệc trò chơi. Mình sẽ chơi tiệc trò chơi. Bữa giờ mình không có chơi, cho nên là chắc mấy bạn cũng đang nhớ lắm luôn rồi đúng không? Yên tâm đi, hôm nay thì bé Thịnh sẽ tiếp tục cướp top 1. Không mình thì còn ai nữa. Dọn cái bàn ở đây, bàn đây. Không mình thì còn ai ra đây nữa. Rồi dọn dưới sàn luôn. Tiếp tục dọn nhà vệ sinh nữa xong nè. À bữa giờ mấy bạn có hay xem top top của mình không mọi người? À, cả tháng này á, là mình đăng clip bên top top mình đang hơi bị nhiều luôn á. Hầu như bạn nào mà xem top top mà lướt chắc sẽ thấy mình á ha. Dạo này mình xuyên đăng top top lắm mọi người. Anh em nào bên YouTube mà không biết kênh YouTube và lục TikTok của mình thì của mình là tên là Bé Thịnh Cute nha mọi người ha. Các bạn cứ search Thịnh Yuka đã ra. Mọi người cứ search đúng cái tên của mình là ra cái kênh của mình luôn. Ai rồi, ok, rồi xong nhiệm vụ ngày hôm nay nha. Đây các bạn coi này, nhận được cái xe cuối cùng nè. Đó, rồi đây xong luôn. Wow, xe free. Rồi ok, như vậy thì mình có xe free nha. Rồi có xe free thì mình sẽ làm gì ta? Test xe cho các bạn coi. Ôi, có một bạn nào mới nhận ra mình kìa. Nhưng mà rất tiếc là anh đã out khỏi map rồi. Đây, bây giờ ra, chắc là hôm qua các bạn nhận rồi đúng không? Hôm nay thì mới tới lượt mình mới nhận được nha. Rồi tới lượt mình nè. Sao mà lắc dữ vậy ta? Rồi xe đây. Wow,
Cũng được, các bạn nói chung cũng được nha. Cái xe này á thì nó không có chở nhiều người đâu, nó có một chỗ à. Nói chung thì đẩy cho nó vui vui á mọi người. Nhìn nó cũng hơi độc lạ. Xe free nữa nên là mang tính chất sưu tầm là chính nha mọi người. Bạn nào muốn sưu tầm thì cứ làm nhiệm vụ lái xe này nha. Mình thấy cũng đẹp á chứ. Ê ơi, hôm nay các bạn muốn mình lấy mấy cái top 1 này. Ấy nha, hôm nay mấy nấy muốn tôi lấy mấy cái top 1 này. Rồi, thì bữa giờ là mình không có chơi game nên là vé của mình nó nhiều lắm mọi người. Vé cực kỳ nhiều luôn. Chắc cũng phải được mấy chục vé rồi á. Cũng gần được 100 vé rồi nha. Ok rồi, bây giờ tiếp tục nè. Mấy bữa nay mình không chơi nên là cũng hơi xuống trình. Tay là hơi xuống rồi, nhưng mà đừng ai nói gì nha. Ơi, đừng ai nói gì mình hết nha, để mình tự chơi nha. Đừng ai khen hay chê tôi nha, để tôi bình tĩnh tôi chơi một hai ván đầu xong rồi mình mới ơi mới tự tin lấy top 1 được nha. Cái ván này mấy bạn chưa hay thế nhờ. Mấy bữa nay mình không có chơi luôn á. 3-4 ngày rồi mình không có cày tiệc cho chơi nha. Đứng điểm luôn rồi. Trời ơi, nhưng mà vẫn mượt lắm. Nhưng mà mới vô gặp ngay cái map này là vẫn mượt lắm. Nhưng mà chắc không được top 1 thiệt rồi mọi người. Chắc không được top 1 thiệt rồi. Chơi nhanh dữ rồi. Rồi thôi top 3 luôn cũng được. Ok top 3 nha. Wow. Trời ơi, vô cái map tủ này. Đây nè, 4 ngày không chơi nhưng mà cái kỹ năng trong cái lòng bàn tay này nó vẫn còn rực 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 nha mọi người. Đây, hướng dẫn cho các bạn một cái trích trong cái map này luôn. Một cái trích siêu dễ luôn mà ai cũng làm được hết. Chỉ cần làm được là các bạn bỏ xa mấy bạn kia ngay luôn. Nhảy lên nè. Rồi rớt xuống, nhảy lên nè. Rồi rớt xuống này, nhảy lên nè. Rồi rớt xuống này, rồi nhảy cong qua này đó, thấy chưa? Trời ơi, ê, ê, đừng có lắng nha, đừng có lắng nha. Ê ê ê ê ê, nấy 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 nấy, đồ thề luôn á. Đi bên đây cho nó an toàn mọi người. Rồi cái chỗ này thì chắc ai cũng đi được rồi, nên không hướng dẫn nữa. Chỗ này ai cũng đi được luôn, bảo đảm luôn. À, một bạn bị rơi kìa. Đi là các bạn phải giữ tay nha, đừng có lách hay là đừng có nhảy nha. Cái chỗ đó cứ đi bình thường cho mình thôi, đi thẳng một đường thẳng thôi. Rồi xong rồi đó, top 1 đó, chắc chắn là top 1 luôn. Khúc này mà rơi nữa mình hứa luôn, chỉ cần khúc này mà tôi té một phát thôi tôi tắt clip không quay nữa luôn này, hứa luôn, hứa danh dự luôn. Làm sao mà té được, té bằng cái niềm tin nè, sao mà té được. Rồi đợi này, từ từ bình tĩnh nha. Cái khúc này hôm bữa mình bị té một lần này tại vì mình ham quá, mình nhảy sấp. Ôi, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Top 1 thì chắc chắn rồi, nhưng mà làm sao cho nó dễ coi coi. Ok rồi, đợi mấy bạn kia về nha. Trời ơi, ván này có 7 người thôi đó. Cố lên mấy nấy ơi, cố lên anh em ơi. Bạn thứ hai nè. Rồi bạn thứ ba nè. Giờ này mà mấy bạn còn ở bên kia luôn, biết khi nào mới tới đây. Rồi bạn thứ tư nè. Ba bạn nữa, cố lên, ba bạn nữa nè. Cái map này mọi người chơi được 1 phút bao nhiêu giây mọi người? Được 1 phút 40 không? Chắc cái map này cao nhất cái 1 phút 40 ha. Mình cũng không, nói chung mình chơi thì mình không có xem thời gian đó mọi người. Rồi cố lên, ba bạn nữa kìa. Hay rồi, hai bạn luôn. Hay rồi, một bạn nữa. Ai đây? Ai sẽ là người vào trong vòng trong với mình đây? Ui dồi ôi. Hay rồi, ok. Hay rồi. 3-4 bữa không chơi game, tự nhiên cảm giác của mình nó đã ghê mọi người. Nó bị nghiện á nha. Rồi, map tiếp theo nha. Map thứ tư nha mọi người. Không biết map gì nữa đây. Wow. Trời ơi, vô map gỗ. Vô map gỗ mà vô đúng có 2 tấm thôi à. Ok, vô 2 tấm hả? Rồi, bạn nào mà không lau được thì thôi xem mình lau nha. Không biết ván này có nên lau không ta? Ván này lấy cái 4 người thôi mọi người. Thật ra thì cái map này nó cũng có một cái trích nha. Đó là ai mà lau được thì sẽ đi trước. Còn ai mà không lau được thì các bạn đi phía sau, nó cũng rất là dễ luôn. Chỉ cần nhìn bạn phía trước lau là các bạn biết ngay à. Đó, thấy chưa? Đấy mọi người thấy không? Bạn kia chép map mình cứ đi thôi. Cực kỳ sướng luôn. Rồi bên đây luôn, thẳng luôn. Top 2. Trời ơi, nó dễ các bạn ơi. Được, easy game rồi. Hai rô nữa nha. Uầy, đua vượt chướng ngại vật số 8 hả? À, cái map đua vượt chướng ngại vật số 8 hả? Cái map này, để mình nhớ thử coi, mình quên mất cái map này mục tiêu rồi. À, rồi, nhớ rồi, map này có chết. Map này có chết. Đây, ai sẽ là người top 1 đây? Mình tự tin mình lấy top 1 game này luôn. Map này có chết nè. Rồi, map này có chết nha, nhảy luôn. Lên luôn nè. Lên luôn nè. Rồi, map này có chích nha mọi người. Map này có chích nha. Mình thấy đi pin màu vàng á thì nó sẽ nhanh hơn nha mọi người. Tại vì đi pin màu vàng nó không có bị đụng nha. Nhưng mà kệ nó, đi bên này không sao hết.
Rồi, đó là cái chích quan sát mấy cái thùng. Cái thùng đó mình gọi là thùng container nha các bạn. Mình gọi là cái thùng container nha. Rồi, cái khúc này là các bạn sẽ đi bên trái nha. Chắc chắn 100% luôn các bạn phải đi bên trái luôn. Tại vì nó sẽ qua bên phải liền nếu như mà các bạn đi kịp thời gian á. Rồi, đi bên trái cứ đi thẳng luôn cho mình nha. Đó là cái cách mà các bạn đi kịp thời gian ở cái map này nha. Mình đi mấy lần luôn rồi. Rồi, thôi xong bạn kia rồi. Nhảy luôn, nhảy luôn, nhảy cái nữa. Rồi, về đích luôn. Xin nhẹ cái top 1. À, bốn bốn nha, tí được 45 rồi kìa. Tí nữa được 45 rồi. Tí nữa mình được 1 phút 45 map này rồi. Có ai về không vậy? Để coi thử ai sẽ là người vào vòng trong với mình. Rồi, hình như là bạn 10 tháng 10 hay sao á. Đấy, biết ngay mà, chơi cũng hay ấy nhờ. Rồi, ván cuối. Run quá mọi người ơi, tay run quá à. Đổ mồ hôi luôn á. Bữa giờ không chơi xong tự nhiên mình chơi lại tay mình đổ mồ hôi luôn á ta. Khó chịu nhờ. Ui ôi. Mình để ý nha, cái map cuối nó hay rơi vào trong cái map nhẹ nhàng này lắm nha mọi người. Cực kỳ luôn, hay dính cái map này lắm luôn á. Mà cái map này thì các bạn biết rồi, nếu như mà các bạn chạy được 1 phút 37, 38 là mình bảo đảm luôn. Là ngang ngang luôn á, có thể là nếu như bạn nào chưa hay thì mọi người cũng có thể là ngang kèo top 1 luôn á. Nói chung là cứ 1 phút 37, 1 phút 38 map này thôi được rồi. Ấy rồi, đó. Thôi xong bạn kia rồi. Mình xem một cái, mình coi thử bạn kia biết chơi đường tắt hay không là mình biết liền. Mình thấy bạn đó không chơi được đường tắt là mình biết bạn này thua rồi. Cái khúc này á, đáng lẽ ra là mình sẽ đi phía bên tay phải nha. Nhưng mà mình đi chính giữa thì nó sẽ bị chậm mất 1 giây mọi người. Chậm mất 1 giây nha, thì mình cảm nhận mình đi hoài à. Mình thấy là mình cứ đi chính giữa là mình bị chậm mất 1 giây. Nhưng mà không sao, tại vì bạn kia không biết chơi mà. Bạn kia không biết chơi rồi. Thôi xong bạn kia rồi, thôi xong rồi mọi người ơi. Rồi, tới đây là thấy cái top 1 trong tay rồi đó. Có khi nào đang chạy thế này mà bị rơi không mọi người? Có khi nào ta, có khi nào, có cái nịch. Làm sao mà có được 36, trời 36. Nói chung 37, 38 là các bạn ngang ngang top 1 à. Cái map này nó vậy á mọi người. Cứ 37, 38 là các bạn về top 1 à. Rồi, xong nha. Sau mấy ngày không chơi thì khoảng top 1 như ngày nào nha mọi người ha. Khoảng ao nhây, vẫn ao nhây. Mấy điểm đây, mấy điểm. 6 điểm chưa? Mình vô tới rầu cuối luôn mẹ. Đúng 6 điểm không? Ờ, có 5 điểm mà trời. Ôi, mấy nấy ơi, tự dưng hôm nay xong cái tôi bị tuột mốt. Tôi bị tuột mốt cảm xúc thật sự luôn. Hôm qua giờ mình xem có mấy cái trend đó là khoe fan, khoe bạn bè, rồi trend quá khứ các kiểu á. Xong rồi mình mới nhìn lại mình đó mọi người. Lúc trước á thì mình chơi với team mình bắt cua rất là đông. Hồi đó mấy bạn chơi cực kỳ vui luôn. Xong rồi sau này kiểu như cũng 2-3 năm mà mọi người. Xong mấy bạn lớn lên, mấy bạn không có chơi game này nữa. Nhưng mà công việc của mình mà mình vẫn chơi game, mình vẫn chơi. Nhưng mà rất tiếc là những bạn đó thì off game hết rồi. Cho nên là mình nghĩ hồi đó đông thiệt đông mà bây giờ chỉ còn có mỗi một mình nè. Nên là mình cảm giác nó cũng hơi bị tủi thân á mọi người. Không biết là ở đây bạn nào mà kiểu như hồi đó vẫn còn theo dõi mình tới bây giờ á. Thì mọi người để lại cho mình một like đây cho mình biết nha. Biết là các bạn vẫn còn theo dõi mình đông nha mọi người.